Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip một con đực ba bê bông muối tiêu nha anh chị. Bò này thì tầm 7 tháng ăn lên anh chị ơi. Đó, cứng bò rồi, cu giái chân móng hoàn thiện, muối tiêu lưng thẳng đích đôi nha anh chị, lưng đôi luôn đó, dài đòn, lưng thẳng đòn dài, chân thẳng trụ đó. Dòng 3BF1 thì mình nuôi vô béo, nuôi đường dài thì bao ngon đó. Bò thì bao ăn uống, bao tật lỗi, đuôi thì cậy đuôi chà bá luôn anh chị ơi. Bò này lớn con à, đó bò này lấy sâu nha anh chị, bản đùi to đó, đó chân móng là móng sò cùm đứng thẳng, đầu mũi tiêu luôn đó. Dòng 3BF1 thì mình nuôi vỗ béo rất ngon anh chị ơi, ăn uống mạnh rồi cứng bò rồi đó. Thì giá có một con thì anh chị nào có bò nhà có một con thì cáp chung mình vỗ béo một cặp thì mau lên anh chị ơi, giá yêu thương luôn, 15 triệu bao ship thành phố Tân An đó. Anh chị cần được bơ bê bông muối tiêu siêu lực này thì liên hệ số điện thoại em để trong màn hình.